Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Noel cận kề, nhưng năm nay, tại các tuyến phố sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, không khí ảm đạm hơn các năm trước. Các cửa hàng không trưng cây thông, không bày trí ngày lễ Giáng sinh như mọi năm. Điều này cho thấy, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động kinh doanh. Mỗi năm, vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, các tuyến phố của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khu vực trung tâm quận 1, quận 3, quận 5, ngập tràn hình ảnh trưng bày ngày lễ Noel. Thậm chí, một số tuyến đường bị ùn tắc dịp cuối tuần do giới trẻ đổ ra đường chụp hình với các hoạt động trang trí Noel. Hầu hết ở các cửa hàng, mặt bằng đều trang trí bắt mắt vào ngày lễ. Những cây thông lớn được đặt ở hầu hết các mặt bằng lớn, gây chú ý. Thế nhưng năm nay, không khí Noel có phần ảm đạm, thậm chí còn ảm đạm hơn thời điểm sau Covid-19 năm 2021. Trước các mặt bằng buôn bán không ghi nhận hình ảnh trang trí ngày lễ, thay vào đó là các mặt bằng trống liên tục bị trả ra, treo biển cho thuê. Chia sẻ mới đây về vấn đề này, ông Lê Quốc Kiên, nhà đầu tư bất động sản kỳ cựu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do giai đoạn 2020-2021 sau Covid-19, gần như tất cả hoạt động kinh doanh cần sử dụng mặt bằng đều phải đóng cửa, thu hẹp quy mô. Quý 1-2022, nhiều đơn vị trong quá trình cẩn trọng quan sát tình hình, việc mở dần lại hoạt động kinh doanh mới bắt đầu có lại từ quý 2-2022. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc mở lại các mặt bằng kinh doanh có phần chậm do người kinh doanh tính toán rủi ro. Mặt bằng vốn là khoản đầu tư vốn ban đầu lớn và là dạng chi phí, nghĩa là dù có kinh doanh được hay không, vẫn tốn các chi phí cố định hàng tháng như chi phí thuê mặt bằng, chi phí vận hành mặt bằng. Theo ông Kiên, kinh tế Việt Nam có độ trễ so với tình hình suy thoái của thế giới. Hiện nay là thời điểm nền kinh tế ngấm đòn sâu, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa thể hồi phục lại như giai đoạn trước dịch 2019. Vì vậy, đa số các điểm mặt bằng đã mở lại vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng tính toán. Các doanh nghiệp có khuynh hướng thủ hơn là công, nghĩa là doanh nghiệp ưu tiên cắt giảm chi phí và những mảng kinh doanh không hiệu quả hơn mở rộng kinh doanh. Trong đó mặt bằng trung tâm lại thuộc nhóm xây tiền làm marketing, thương hiệu hơn là kiếm tiền từ chính nó, nên là thứ được cân nhắc đầu tiên khi cần cắt giảm. Ông Kiên chia sẻ, khuynh hướng chuyển dần từ định phí sang biến phí, ví dụ như thay vì thuê văn phòng làm việc cố định thì thu hẹp quy mô cố định, chuyển sang mô hình làm việc linh hoạt không cần văn phòng, giảm lương cố định, tăng lương theo hiệu quả làm việc, hiệu quả kinh doanh. Sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng, dịch chuyển dần giao dịch từ mua bán offline tại cửa hàng sang online cũng làm giảm dần vị thế và nhu cầu của mặt bằng. Khối lượng các nội dung livestream bán hàng hiển thị liên tục trên news feed các mạng xã hội. Hay lực lượng shipper sáng sáng ngày càng tăng dần tại các quán cà phê như The Coffee House, Phước Long, Highlands và các chương trình khuyến mãi liên tục cho đơn hàng giao đi sẽ thấy rõ điều này. Theo ông Kiên, nguồn cung mặt bằng nhiều trong khi nhu cầu giảm mạnh. Người đi thuê mặt bằng có nhiều chọn lựa nên muốn giảm giá, muốn thuê với giá thấp hơn nhiều trước dịch. Ví dụ, những mặt bằng trước dịch cho thuê được giá 150 triệu đồng một tháng thì sau dịch họ chỉ trả tối đa 100 triệu, hoặc chủ nhà kỳ vọng cho thuê 280 triệu nhưng bên thuê chỉ trả tới 200 triệu. Trong khi đó, chủ nhà sở hữu mặt bằng trung tâm cũng có cái lý là giá thuê phải ngày càng tăng chứ sau lại giảm. Hạ tầng ngày càng phát triển thì giá phải tăng chứ sau lại giảm, và khó chấp nhận giá thuê vào 2022-2023 lại phải thấp hơn giá 2019. Theo các chuyên gia trong ngành, bất động sản cho thuê chỉ phục hồi khi tín hiệu kinh tế chung hồi phục. Thu nhập giảm khiến việc chi tiêu của người dân hạn hẹp, từ đó dẫn đến việc buôn bán kinh doanh rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều mặt bằng kinh doanh dù đã tồn tại được 5 đến 8 năm vẫn phải trả lại do nguồn thu không đủ bù chi phí. Dạo quanh các khu vực quận 9, quận 2, Nhà Bè, Bình Chánh, những tháng cuối năm có thể dễ dàng bắt gặp khá nhiều mặt bằng trống vẫn đang treo biển cho thuê hoặc sang nhượng. Đáng nói, ở các con phố sầm uất như Nguyễn Duy Trinh, Lò Lu, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt vốn là những nơi kinh doanh, buôn bán sầm uất và hiếm khi có tình trạng trống mặt bằng cũng đang gặp phải tình trạng này. Tại đường Lò Lu, các mặt bằng kinh doanh treo biển cho thuê cũng xuất hiện nhiều hơn so với thời điểm cuối năm 2022. Đây là tuyến đường hoạt động kinh doanh buôn bán khá sầm uất của quận 9. Tuy nhiên, đếm dọc tuyến đường dài 3 km này có đến hơn 10 mặt bằng bỏ trống, treo biển thuê, giá thuê dao động từ 7 đến 25 triệu đồng một tháng tùy mặt bằng. Trong khi đó, tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, các mặt bằng bỏ trống rơi vào mức giá từ 15 đến 25 triệu đồng một tháng. Một số cửa hàng thời trang, nhà hàng, kinh doanh xe có tỷ lệ trả mặt bằng cao hơn các nhóm kinh doanh đồ ăn vặt, thực phẩm. Tại khu vực này, mặt bằng giá từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng ổn định khách thuê.
thị trường bất động sản nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận có sự tăng nhẹ về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ trong quý 3 2024. Dự báo quý 4 2023, thị trường có những tín hiệu khởi sắc nhưng khó đột biến trong ngắn hạn. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới quý 4 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ giảm, dao động từ 1.200 đến 1.600 căn. Phân khúc căn hộ hạng A vẫn giữ vị thế chủ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó căn hộ hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại các tỉnh giáp ranh. Nguồn cung mới và sức cầu phân khúc nhà phố, biệt thự quý 4 2023 có xu hướng tăng so với quý 3, dao động khoảng 350 đến 450 căn, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với lần mở bán trước đó. Các chính sách chiết khấu, ưu đãi tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường nhưng cũng không làm cho bất động sản sáng trở lại. Thị trường ảm đạm, kinh tế khó khăn và xu hướng dịch chuyển về các tỉnh gây nên tình trạng trả mặt bằng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng, đặc biệt là những khu vực vùng ven. Hiện các chủ nhà đang cân đối giá thuê theo từng vị trí mặt bằng cũng như khả năng tài chính của người thuê để đưa ra mức giá phù hợp. Tuy vậy, đa số không chấp nhận thu tiền thuê nhà thấp hơn so với thời điểm trước đây khi mà mức giá thuê vừa phải, người dân từ miền Tây lên làm ăn, sinh sống nhiều, vì thế buôn bán cũng nhộn nhịp theo. Ngoài ra, còn một lý do nữa, đó là mặt bằng ở những khu vực này đang xuống cấp trầm trọng do không có khách thuê vào sửa chữa trong thời gian dài. Tại Bình Chánh, Nhà Bè, những mặt bằng kinh doanh diện tích nhỏ, giá thuê từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng, ghi nhận tỷ lệ bỏ trống khá nhiều. Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, nối dài từ quận 7 đến huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mặt bằng cho thuê, trơ biển thuê cũng tăng lên so với trước đây. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!